Hello anh em, hôm nay bên mình chỉnh sửa lại một chút về không gian trưng bày để cho anh em nếu mà đi qua điện máy Bình Sơn mua hàng trực tiếp thì có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Đấy, trên cái phần trưng bày này thì bên mình đã để những cái sản phẩm ví dụ như là phụ kiện này, phun thuốc này, rồi là những cái dòng máy phát điện này. Đây chiếc máy phát điện Honda nhái này, mua cả phát điện Honda nhái về để cho các bạn đến mua máy phát điện có thể dễ dàng so sánh giữa hàng nhái và hàng xịn khác nhau như thế nào. Đây đây là con nhái này. Đấy, những cái con bên này là hàng Thái hàng xịn này, thì mình mua về để cho các bạn nếu ai đến mua thì có thể biết được nó khác nhau những cái điểm gì ấy. Đấy, dây rửa xe gia đình này, dây rửa xe áp lực này. Nói chung là bên mình rất nhiều sản phẩm, nhiều khi treo lên cũng không thể nào mà hết được, để một số ít thôi. Đấy, rồi là dao này, phụ kiện này, dao nhật này, cước phát cỏ các loại, KV này, cước gai này, cước reload này, dao nhật loại chuyên cưa tre này, chuyên cưa thân tre, cưa thân gỗ, các cái loại nhớt từ điện máy Bình Sơn này, cước KV xanh, đỏ, tím, vàng này, rồi là cưa các loại, cắt cỏ này, máy tỉa hàng rào này. Đấy, anh em có nhu cầu cứ lấy qua chúng tôi. Cưa Boris, cưa KV 59 này, cưa 6020, cưa KVX này, Patelo 5460 này, Patelo 365 này, Tiger 365, 372XP, 372XT này. Đó, mình có rất là nhiều mã để cho các bạn dễ dàng qua. Phát điện các dòng máy 1900, 2009 này, chân vịt này, bộ chuyển đổi năng suất máy mài, những cái phụ kiện bên này chưa lắp xong. Đấy, cưa tay cụt này, rồi con 3200, con 3002 nó mắc này, con động cơ này, cũng như dòng sách tay Vector Honda EM900F, SH1000, 9i, rồi 900IS. Đấy, những cái bình phun Gardena, bình phun điện, rồi máy rửa xe mini, rất nhiều thứ. Ở bên này thì các cái dòng máy cắt cỏ này, từ dòng máy 226, máy 541, rồi máy G26. Đấy, các dòng luôn, linh tinh các loại. Rồi có một con Hu 131 này, dòng này thì để đôi năm rồi chưa bán được vì mình trưng bày. Có những cái con KV 500 này, Reload 143 này, Hu 543 này, KV 541 này, những cái dòng rửa xe Novi này, đầu áp này, những cái bộ 311 mới tinh, hàng Nhật nhưng mới tinh. Đấy, mình mua được mình về mình cũng để trưng bày hết đây để show anh em xem. Những cái bộ máy rửa xe bên mình dựng áp lực cao này, con AV, con Honda anh, rồi là Honda bơm nước, rất nhiều loại. Đấy, những cái con Cinegua này bày đây thì anh em nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Ngay vị trí ghế ngồi này, rồi những cái con mannequin mặc lên những cái bộ đồ reload bảo hộ để cho các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng, như là lót chân này, tạp dề này, găng tay này, dây đeo này, mũ bảo hộ này. Đấy, chỉnh lại không gian một chút để có thêm những cái mới mẻ hơn. Rồi quay lại cái không gian trưng bày, mình đã chuyển sang bên này. Nếu anh em có nhu cầu mua hàng cứ qua điện máy Bình Sơn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.